Mày làm gì vậy? Chị đi đâu không? Không. Chị ủng hộ em với. Tối giờ em ế quá. Đã nói là không rồi mà. Chị về đâu em chở luôn cho. Chị đưa nhiêu cũng được. Em nói thiệt á, chị mở hàng giùm em nha. Xạo quá mày. Giờ này mà chưa mở hàng gì? Em nói thiệt, bữa nay em mới ra nghề, chạy từ giờ chưa tới sáng luôn á, mà chị đón tới giờ chưa có xe luôn hả? Mà mày biết khu này nghề nào cũng có bảo kê không? Lạng vãng ở đây coi chừng bị đập đó. Khu này có bảo kê hả chị? Ừ. Ê, đi đâu vậy? Thì em đi lẹ không thôi bị đánh. Nhát gan quá. Thôi đi. Ủa, chị đi hả? Đưa nón đây. Đi xe ôm là người ta phải ôm đó. Dạ, nhưng mà em không biết đường. Có gì chị chỉ đường cho em nghe. Trai tơ hả? Đi một mình là lạc đường đó. Dạ, chị nói gì? Đi thẳng về phía trước kìa. Đi xe đèn đỏ quẹo phải. Dạ, dạ. Ê, mày biết mày làm gì vậy? Dạ. Ê, Mày cậu chạy xe phải không? Dạ xe ôm chị. Có chạy nổi không? Dạ nổi, dạ nổi. Vậy à, cậu à, cậu chở tôi đi tới. À. Trời ơi, cậu ơi, cậu gì ơi, cậu gì ơi, có ai không? Cứu người nè, cậu ơi, cậu gì ơi? Làm sao mày bị đánh dữ vậy? Tại họ không cho em trước khách chủ đó. Bởi vậy mấy người này kỳ cục thiệt. Hai ba người đánh có một mình em vậy hả? Thì có một mình em à. Tụi nó hai thằng. Với lại lúc đó em đói quá, lả người luôn, không kịp đỡ đòn. Chị quên nữa, đang đói bụng. Thôi ăn cháo đi, đang đói bụng mà ăn cháo là tốt lắm đó. Dạ chị. Ăn xong rồi uống thêm miếng trà gừng nữa. Em không sao đâu, em tỉnh rồi. Em cảm ơn chị nhiều nha. Không gặp chị em cũng không biết sao luôn. Không gặp chị thì em cũng sẽ gặp người khác giúp em. Ai mà làm ngơ trước mấy chuyện như vậy được. À, em tên Long, em mới từ quê lên đây kiếm sống. Chị tên Hạnh. Hồi nãy lúc em khai với cô y tá là chị có nhớ tên của em mà. Dạ. Quê em ở đâu vậy? Dạ, em ở ngoài miền Trung. Chị cũng ở miền Trung nè. Hay là vậy đi, một chút em chở chị về cho biết chỗ. Chị có quán cà phê, em có thể đón khách ở quán của chị. Không có ai ăn hiếp em được đâu. Trời, vậy là tốt quá. Em gặp hên rồi. Chuyện này chuyện nhỏ mà. À chị, cái tiền thuốc á với tiền ăn uống này hết nhiêu em gửi lại cho chị nha. Không có bao nhiêu hết. Một chút nữa em chở chị về là quê hen. Sao quê được chị? Cái ân tình này lớn lắm, em nợ chị hoài luôn á. Thì có coi như là mình có duyên gặp nhau đi. Thôi bây giờ ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Để chị đi lấy tờ thuốc cho em. Phải mua thuốc uống thêm cho nó bớt nhất. Chứ không thôi là nhức dữ lắm á. Thôi thôi, chị đừng có mua nữa. Mua hoài tốn tiền lắm. Để đó em tự mua cho. Cứ nói tới cái chuyện tốn tiền hoài à. Bác sĩ kê toa rồi thì phải mua chứ. Chị đã nói rồi đó, một cuốc xe về nhà là coi như quê, nghe không? Dạ. Ngồi đó đi.